Chào các bạn đã xem kênh của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục đi review vườn nhãn của nhà Ninh Vlog. Đây là vườn nhãn làm trái mùa nhá. Đây cây này là trái mùa này. Đây, quả đầy luôn. Nó nhỏ, biết đến Tết được không? Đây, đi một vòng, đây là một cây nhá. Đây làm trái mùa đấy. Như đây là làm trái mùa chứ. Đợt trước là nhiều hơn đấy. Bữa nay là gì cho ra ít cây. Đây ít. Cái này là cây vải nhé. Cây vải đang ra hoa hay sao đây. Đây đây. Đây cây vải nhá. Cây vải đang ra hoa hay sao đó. Đây là vườn nhãn trái mùa. Quá này. Chịu luôn. Ở trên này người. Đây. Đây là nhãn hương chi hay là nhãn gì không biết. Đây trên này này. Đó, đây là một cây thôi nhá. Một cây cũng chịu quá đấy. Nó còn nhỏ hơn, chưa to. Đây bên này, này. Rồi. Đây nữa, quá nhiều đấy. Đây chắc đến Tết chắc không biết có xuất được không. Đây, đấy, các bạn thấy là chịu quả luôn nhá. Bên đấy thì nó ít quả này, bên này. Đây là một cây thôi nhá. Các bạn xem này, một cây thôi. Đấy. Đây là một cây thôi nhá. Quả nó sai quá, phải chống cây đây này. Đây phải chống cây đây. Cái bên này gì cũng cho quả gì? Đây các bạn thấy đây cây này là đang cắt hả? Cái này đang cắt đây sao gì? Ý là gì cắt xong là gì lại kích hoa? Bên này gì có bán giống không? Anh em nào có nhu cầu mua giống thì liên hệ với gì mình nha. Mình sẽ để lại điện thoại để đặt hàng nhá. Nọ bà kia bà mới cắt gần trăm cây luôn. Cây này đang cắt. Đang cắt. Bây giờ phải tỉa đi. Đây là phải tỉa đi nhá. Tỉa hết luôn đi nhá. Đây này gì mình này. Ai có nhu cầu đặt cây thì để chú mình chiết cho. Cái nông Hà Nội vào thăm thì thấy xấu hổ quá, bảo cho vào thăm làm cái gì, cái vườn cây. Bảo thì cháu xem cái đất như thế nào mà một cái vườn nhãn của cô lại ra quả đẹp thế, và cái đất thường lắm có cái gì đâu. Cái này là chưa ấy rồi, chưa kích ấy mà chưa kích hoa mà. 4 tháng nữa gì mới cho. 4 tháng nữa. Thì bây giờ chưa cho đâu. Đây là chỉ được một cây đây các bạn nhé. Do lúc ấy hạn quá mình cho nó không ra nổi. Cái này một cây này cũng sai này. Cây này năm ngoái chỉ được 2 tạ hơn mà. Còn bên này thì đang cắt tỉa nhé. Để bữa sau 4 tháng nữa mà gì? 4 tháng nữa gì? 4 tháng nữa mới cho. Bên kia là vườn vải này. Vải ra hoa đã lắm. Ra hoa đã nhưng mà mùa này là mùa lạnh mà. Ở chỗ này mùa lạnh mà. Mùa lạnh thì nó mới ra hoa. Thế đấy, ý là mùa lạnh nó mới ra hoa này. Cái chùm đây mà đến Tết là phải chín này. Chùm đây phải đến gần 2 cân luôn đấy chứ. Đây này, đâu? Chỗ đấy hả? Ừ, đây này. Cái chùm đây. Ui, là được. Gà ăn hết rồi kìa. Đấy. Cái này phải chống đây này. Chống cơ, nếu không chống là đẻ lên nhau, nó nắm hết xuống đất mà. Đây nhá, đây này, chiết cây này. Cho nó khỏe hết ra mà nó đắp đống như này, làm sao mà nó lớn nổi. Đây, tỉa hai này vứt đi mới xong một cái cây này. Cái này phải tỉa bớt đi chứ, đúng không? Thì giống của nhà nó không dụng đâu. Ra tới 500-600 quả.
700 quả cũng có mà nó không dụng. Đây đây này, đất. Cái này có rễ chưa nhỉ? À rễ à? Ơ. Đây này. Có trồng không ở kia, có cây có lấy về trồng cành nào không? Ở kia bây có giờ này. Bây giờ chắc không trồng, sợ không mang được. Qua Tết. Ở dưới kia. Đây là qua Tết cho mang lên mấy cây. Trồng. Ở chứ sơn nó bảo chiết cho nó cành thật đẹp mà nó không lấy hôm nọ bà thích bà cắt hết. Ừ. Thế nhưng mà anh em đặt thì gì chiết cho chưa? Đây là vải nhá. Vải đã hoa này. Vải đây không vải sớm hả? Ý là bữa sau nó có đậu quả không nhỉ? Cho thời tiết thôi nhé. Nếu mà ít sương nó đã. Đây ra hoa nhiều luôn này. Trên kia nó bồng hoa nó dai. Đây này hoa đầy luôn đấy. Cái khu vườn trên kia. Cái giống đây là bán chín sớm này, bán có giá này. Giát chắc năm nay lại thua. Không à, không được à? Bây giờ nó bắt đầu như cái này. À. Thế là nó mất mùa rồi. Có gì là nửa tháng nó đoan nở hết rồi. Cái này là được chắc đạt thì. Ừ, cây đây thì nếu mà mình được là nó có giá là nó chín sớm. Đầu tháng 4 nó chín rồi đó. Đang review vườn nhãn mà. Bên kia đẹp, bên kia nó mọc lại trốn mầm đẹp. Cái cây này do gì chưa bẻ được này? Cái này à? Ừ. Cứ phải cắt đi nó mới mọc chứ. Chưa làm được cái này. Đây là làm bắp nữa à? Đây là bắp này. Bên kia là vườn vải nhá. Vườn vải bữa sau review đi. Xài quá. Đây hình như là cũng có hoa này nhỉ. Đầy hoa luôn kìa. Ôi vải trên đấy ra hoa nhiều mà. Ừ. Ủa hôm bữa là cái cây, cái vải hay cái nhãn gì đấy. Gì trồng nó có hoa nữa mà. Cái nào? Cái nhãn gì đấy. Cây nhãn ăn quả rồi đấy chứ. Đây, cây này bẻ quả rồi đây này. Đấy các bạn thấy chưa? Trồng chắc trồng được mấy năm nhỉ? Cái giống nhãn này năm nay trồng tháng 5 nó ra. Ừ. Có mấy năm đâu. Một năm. Mấy năm nay trồng là tháng 5 là ra đây, hai cây đây thì bà quả ăn mỗi đôi này. À đây này, đây cái cây đây này, cái này có quả đây này, có trồng có một năm à? Đây này, dấu cắt quả đây này. Đây. Đây này các bạn thấy này. Không, nhãn thì nó nhanh lắm. Nhưng mà mình có để cho có nó có một năm thôi, có một năm có quả. Rồng cứ rồng năm nay ra sang năm ra. Bên kia. Để năm nay nó lại ra hoa tiếp này. Bên kia luôn này. Đây hai cây đây là ra quả rồi, mình bẻ rồi. Bữa gì trồng chuối kia đâu? Kia. Hai cây lên đẹp rồi mà. Ừ. Cây lên nhanh mà, cho trồng nhà lên nhanh lắm. Đây thấy hai cây sống hết rồi. Ông trồng có sống không? Ông trồng mà sống mà. Mà có cây me không sống thôi. Quay xung quanh nhà Ninh. Ninh Ninh vlog. Ninh coi cho like cho Ninh nhá. Đây, lên đây. Đi làm buồn quá. Đây là cây vải nhá, cây vải đã hoa đầy luôn đấy các bạn. Năm nay chắc lại hy vọng nó sẽ được một mùa bội thu nhé. Đây là toàn vườn vải hết nhá. Bên kia là vườn nhãn này. Bên này là hôm bữa vườn vải này. Phá hết được trong loại nhãn được không gì? Đây này. À đây vải chứ. Đây này. Đang vải trứng. Ý là cái vải này là đặt ở ngoài Bắc vào à? Không, đây này chiết từ mình ra này. À. Chứ không phải là vải của cậu Tuy đợt trước à? Vải của Tuy phá rồi. Ôi, sao là phá rồi? Ừ, thì đấy nó ra muộn lắm, cái đấy nó chín vào tháng 5, tháng 6. Thì đây các bạn đấy này, ra hoa hết rồi này. Này, hoa hết rồi. Ở một bãi vải luôn đấy. Đây là vải không này, các bạn thấy đây toàn vải không đấy. Đây này, đến cái mùa nó là ăn thoải mái luôn đấy. Đây này. Tháng 4 được chín rồi này. Tháng 4 là chín rồi. Ừ. Năm nay thì cũng bán được mấy trăm cành, 400 cành. Cái bà trên nó bơ bà đặt 400 cành. Ừ. Thì bạn nào có nhu cầu cũng đặt luôn. Vải này mà có tiền này. Cũng đặt giống luôn này. Để chiết cho. Chiết là mấy tháng mới được cắt gì nhỉ? Nhanh lắm, có khoảng 3 tháng thôi. Ừ, này, 3 tháng thôi nhá. Đây này, mới trồng năm ngoái, năm nay ra hoa này. Đây này, mới trồng năm ngoái. Thấy hoa đầy đây. Đấy. Đó. Nhưng mà năm nay mình có ra đẹp mình nhỉ? Để vừa vừa thôi, nếu mà để bằng này cành chắc là ăn xong nó mới chết. Ừ. Ăn xong quả nó mới chết cây. Ôi, trên đây luôn này. Cậu Tuy này, vải thiều, đây này vải ngọt này. Bên kia này kìa. Cái này vườn của gì là bao nhiêu hect nhỉ? 2 hect.
Hay hết nhỉ. Kể cả cái nhãn à? Vườn cây ăn trái rồi. Ủa cái cây này nó héo rồi đấy. Cây gì mà héo, hôm nọ nhờ cho người ta cắt đi, gọi người ta về cắt đi không nó chết cây mất này. Ủa sao đấy? Nó nhiều quá quá. À. Bọn ăn thuê nó vào nó cắt cả hai đợt cho nó hết đi, nó nhiều quá nên cây không có lá quả không ạ. À. Cái này nó yếu đây. Thì cho nó ấy đi cho. Cái cây này cái vải vào gì? Đây này cái vải mới trồng lại đợt trước là múc cái gốc của nó đây. Đây này bên kia cũng múc này. Hay chứ. Cho trồng cái cây gì cái nhãn nó có lên lâu đâu. Cây ghép nó lâu lắm. Đây là cây chiết nha các bạn nhé. Không phải ghép đâu nha. Đây là cây chiết đó. Cây kia gì chả thu quả mấy năm rồi mà. Đây này xem hoa này. Cái đấy hoa đầy luôn. Bữa sau là nó lên nó ra hoa, ra quả là mình lại đi tiếp nhá. Đây là đang hoa thôi. Nhanh lắm. Xem cái vườn kia có gì năm bé kia bằng da quả. Bây giờ là đúng mùa hay là sao chị? Đúng mùa. Đúng mùa vâng. Cái giống này mình là đúng mùa còn giống kia là không phải đúng mùa. Mà giống này mới có tiền. Cái giống ấy hả? Giống mình cũ hả? Không, cái giống vải u hồng đây mới có tiền này. Đây là vải u hồng hả? Ừ, chứ còn vải thiều không có tiền. Cái vải này năm ngoái nhà xe Việt Tân Phát nó từ Sài Gòn về mua tại gốc mình là 35.000 một cân, 38.000 một cân. Ừ. Giáp năm ngoái bán chẳng chúng à. Ở bên kia cà phê nữa hả? À bên đây cũng có vải kìa. Nhiều lắm, thằng Linh trong nọ nó phá nhiều chứ đây nó rau hái hết này. Cà phê cũng được đấy. Để cà phê đây gì hái rồi. Để quay cho Linh coi cà phê của. Cà phê hái rồi. Hái rồi nhưng vẫn còn nó đúng không? Đây này. Thì nói là nếu mà nắng lên cái gì rồi. Nửa tháng nó nở thôi rồi. Đây đây. Để quay sát hơn kìa. Anh em có nhu cầu đặt thì địa chỉ coi như vì mình ở làng Cung nhé, làng Cung xã Xe Vai, huyện Cơ Bang nhé. Đặt thì mình cắt gửi xe cho. Ok. Cái này ra quả được 5 năm rồi mà. Đấy, cứ dòng một năm nay sang năm ra luôn, nhanh nhá. Cái gốc nó hông nhỏ nhỏ thôi nhá. Cái gốc nhỏ mà. Đã bảo là nó mình trồng bằng cái cát dựa đã ra quả rồi mà. Gốc này nhỏ. Ra được 5 năm rồi. Cái quả này hôm bữa sai lắm này. Năm ngoái hồi cái hoa của nó này tao bây giờ mới nhìn thấy hoa nha, hôm bữa toàn thấy quả luôn. ra quả được 6 năm rồi đấy hả? Ừ, 6-7 năm rồi, từ lúc thằng Linh nó còn ấy đi bộ đội trên kia nó đã ra quả rồi mà. Đây này. Ôi, cái đây ra sớm ra. Cái này mùa này là lạnh chắc lạnh. Năm nay lạnh chắc được hơn này. Ừ, lạnh nó mới ra. Nhưng năm nay càng rét càng tốt. Năm nay thấy lạnh. Đây cà phê của mình. Thằng Linh nó đi thăm vườn cà cháu biết nó chặt hết một loạt vải dưới kia ra hoa như này này. Yeah. Hôm ấy nó chặt thì nó chưa ra mà nó không biết, ý là nó đang ra nhưng mà nó hồi giờ nó không để ý. Thôi gì lên rồi xem nó ngái hết rồi nó giờ ra hoa này này. Đây cà phê nó cũng phê được nhé. Quả hái rồi. Họ chọn quả chín rồi. Chọn quả chín này, còn ít. Đây này. Hôm đợt trước là nhỏ xíu nhỉ. Hôm bữa cho lên hôm mà chú tưới á. Cái đây hả? Đây này. Thì cái đây được 4 năm mà ra quả được 3 năm rồi. Ừ. Đấy, nhỏ xíu này. Thì đợt trước cho vô đây này thì thấy nó nhỏ mà. Ủa, nhanh lắm rồi, cái vải này nó nhanh lắm. Vải này nó có nhưng mà nó phải hợp khí hậu đây chứ. Ừ, ở đâu rét thì là nó ra quả sai. Nhưng mà bây giờ thì... Ở Đắk Lắk là có huyện Mờ Rắc. Mờ Rắc đấy đó. Kể cả bây giờ là trước thì riêng biết thôi. Bây giờ thì muốn cho ra quả thì lúc nào thì có lúc đấy. Có đây là cà phê nhé, cà phê trồng sen luôn. Đây là hái cà phê trồng sen luôn, sen vải. Bên kia vườn vải. Gen xem cây dỗi nhà gì mà có hơn không? Bây giờ cái cho tháng 11 đầy 3 năm này. Đấy, cái bọn này là gì? Nó mà nắng này nó lẻ ra. Ủa, cái này nó ra rễ rồi các bạn này. Ui giời, thế này. Mới có được 2 tháng chứ mấy. Đây ra rễ mà để dài như này, nhanh ấy này. Nhanh lớn này. Mới 2 tháng thôi chứ. Trong một cái mùa này thì chậm nhưng mà cắt. Trong một mùa kia lên nhanh nhưng mà mùa mưa nó dễ. Cà phê hái lựa rồi. Cái vườn lạc đác cái này. Đây cây dổi đây. Ra quả 1 năm 2 mùa này. Để xem cây dổi thôi. Cây đây không đẹp bằng cây đằng kia. Cây đằng kia tốt ngập trời dưới. Đúng cái tháng này. Tháng đây là đủ 3 năm này. Đây là 3 năm nhé. Để 3 năm. Xem hoa cũng hoa này. Hoa này quả đây là quả này. À, đây là hoa. Đây là hoa hả? Ừ, đây đang hoa đấy, cứ một nốt lá là một hoa đấy. Ừ.
đây là quả nhưng mà nhỏ xíu thôi. Nay mai nó bằng chừng này này. Ừ. Y xì cái dổi này người ta làm gì, làm gia vị à? Làm gia vị. À, mình à. Bị bệnh hôm hôm bữa cháu mình hợi đi ấy mà quả nó có. Ờ, hôm đấy hôm cái đấy gì hái rồi, thì phơi ở nhà cất rồi. Cái đây á, cái đi đâu nghe nó đắt lắm rồi. Thì 600 một cân hạt tươi. Thì hôm bữa bảo là có cái ông gì ở trong Sơn Lang mà. Có mà, đây. Đây để cho vợ. Nó trồng chưa có lượt phân nào nha. Chưa có lượt phân nào ấy. Cái cà phê này là hơn 7 sào, 8 sào. Đây này, ông dạo mới trồng mới trồng đây này. Ủa cái này là sao? Mới trồng. Trồng hạt nó à? Đâu trồng cây mắt ghép cái thằng ở bạn thằng họ đem xuống này. Đây. Đây cây này này. Trồng cái này nhưng mà nay mai lúc quả nó lớn lên thì nó đã lắm. Giờ nó chưa lò quả ra. Chắc tầm tháng mấy mới có quả nhỉ? Tháng 3 tháng sau được hái. Tháng 3 nhá. Bữa sau hẹn tháng 3 xuống quay cái cây gì đây. À, cái đây mà năm 24 á. Cây dổi nhung. Cái này cây dổi ở ngoài Bắc đấy, nhưng mà giờ nó xuống Tây Nguyên rồi. Xuống Tây Nguyên. Cây dổi hồng. Dổi ở ngoài 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 ấy mà Sơn La đâu gì đâu mà. Đúng rồi. Kén như trên đây này, cái quả. Cái thằng đây nó bán cái dổi đây giờ nó giàu lắm rồi, nó thu được 10 năm nay rồi mà. Ông ở Sơn La ấy, ông thu cả tỷ. Thì thế mới nói. Lên chi đầu mùa mà tivi mà ông lấy lên tivi 125.000 một cân tươi cháu bảo. Nói chung là đợt này dịch thì nó giảm hơi giảm giá thôi. Đợt đấy là một hơn 1 triệu là một cân đây chắc tầm hai hơn 2 mét rồi, hơn này cần hơn thì 2 mét. Nó phải hơn đây, 3 mét ba mét rồi, mét rưỡi đến đây rồi, 3 mét rồi đấy. Đó các bạn thấy đây chắc 3 mét rồi, 4 mét là mình ngắn ngọn, 4 mét ngắn ngọn nha. Đây chưa bón phân luôn đấy. Chưa. Đây chưa bón phân. Cái này nó dễ phân. Thật, nó giống như cây rừng, nó sống mà nó lên là chả có phân do gì đâu.